Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui mừng xin được thông báo với toàn thể anh em là ngày mai, ngày 18 tháng 12 là tôi chính thức là được gỡ ban ở trên YouTube, chính thức là quay trở lại đấy, tương tác với các anh em. Chứ còn dạo gần đây thì tôi phải nói thật với anh em là làm clip, sản xuất clip đấy, rất là buồn khi mà không có cái sự tương tác với các anh em được. Mặc dù là vẫn đọc được những cái comment của các anh em đấy, các anh em vẫn comment vào, nhưng mà tôi không thể trả lời được. Đấy, chỉ có các anh em mà inbox fanpage ở trên Facebook thì tôi mới trả lời được anh em thôi. Đấy, còn các anh em mà comment ở trên kênh, đấy, ở trong những video thì hiện tại là tôi không thể là tôi có thể trả lời được, rất là buồn. Sau cái vụ này tôi cũng phải rút kinh nghiệm, tôi phải phát triển thêm cái nền tảng ở trên TikTok để có thể là có một cái kênh để còn thông báo các anh em được. Đấy, chứ còn bây giờ cả Facebook, cả YouTube đều bị ban. Cái Facebook thì bây giờ cũng chỉ trả lời được tin nhắn inbox thôi, chứ còn up bài thì cũng có up được đâu, không up bài được. Mà cái nền tảng Facebook ấy, nó còn dễ bị ban hơn là cái nền tảng YouTube cơ anh em ạ. Chỉ cần là một cái lời comment thôi, nhưng mà rất có thể nó sẽ bị đánh là vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Đấy, rất dễ bị cái vụ đấy. Thế nên là thôi, rút kinh nghiệm anh em ạ. Sau đợt này tôi sẽ phải phát triển với kênh TikTok, tạo nội dung ở trên TikTok coi như là một cái nguồn để có thể là backup cho cái kênh chính, để ít nhất là sẽ có một cái lời thông báo đến cho tất cả anh em ở trên kênh, anh em đỡ coi như là kêu là mất hút. Chuyện này lúc đầu tôi định chơi mết đây anh em ạ, nhưng mà tôi nhận thấy là ở đây có con ngựa 3 đô giả rao này, không thể không chơi anh em ạ. Thôi bán mết đi, cả ngựa rồi cả con live blade line ở trong bộ Clive. Trận này có thể chơi kỵ sĩ được đấy. Thôi bỏ đi. Tôi lúc đầu tôi chơi gót đấy chứ. Mà thôi, trận này chơi này nha anh em nhá. Ok. Để xem là trận này liệu rằng là chúng ta có thể chơi live 12 con được không. Đấy, ngon nhá. Đủ được luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Có cả đồ chơi mết, có cả đồ chơi cửa này. Đấy, nhưng mà nếu mà như này là chúng ta có thể ghép được đồ. Rồi. Đồ rất ngon luôn anh em ạ. Ra live blade line lại có 2 tia nữa thì tuyệt vời rồi. Bây giờ thì để xem nào. Chơi là chơi ví dụ như là Hyperon, hay là chơi theo kiểu là up cấp lên nhỉ, đẩy cấp nhanh nhỉ, xong kiếm ca lông. Chơi như thế thì thực ra là hôm qua vừa mới chơi rồi anh em ạ. Hôm qua vừa mới chơi rồi là tôi cũng không chơi như thế thì nó nó hơi bị lặp nhỉ, hơi trùng lặp, không thích lắm. Đấy, thôi chơi kiểu khác vậy. Tôi tất nhiên là vẫn có thể chơi kiểu đấy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để làm nào để không phải chơi kiểu như thế anh em nhé. Ui, giết thêm con nữa đi. Đúng rồi, thôi thế là được rồi. Đấy rồi. Từ từ bình tĩnh thôi, từ tốn thôi anh em ạ. 2 sao thì mới bắt đầu chơi. Còn bây giờ thì cứ để như này giữ máu đã. Giữ máu đã. Bao giờ bọn này lên 2 sao thì có thể đánh nhau được. Rơi lên 2 này, Flame lên 2 này. Đấy, chỉ cần thế thôi, với 4 người like thôi là chơi được rồi. Ra thêm một con like nữa thôi. Chỉ thiếu một con like nữa thôi anh em nhá. Một con like và một con co lên 2 sao. Like blade like hay là flame đều được. Hai con đấy nó đều có thể đánh được. Chúng ta đợi chút. Bởi vì lúc này chúng ta có up cấp lên thì sức mạnh đội hình nó không có làm được gì hết. Sẽ rất lãng phí tiền. Tất nhiên là chúng ta chỉ eco theo kiểu là đợi đến khi nào mà nó khỏe cho bài lên đánh thôi anh em. Đây ơi, được đấy. Chứ không phải là eco trắng anh em nhá. Cái kiểu mà eco đến tận round 19-20 ấy, mặc dù là có cái chuỗi cũng ghê gớm ấy. Đấy, cái chuỗi thua cũng rơi vào tầm đâu đấy, nó khoảng là 10 trận thua liên tiếp hay là 11 trận thua liên tiếp. Đấy, rất nhiều là tiền. Nhưng mà để làm gì đâu khi mà cái lượng máu nó xuống quá thấp rồi. Mà cái trò này thì tiền nó không quan trọng bằng máu. Đấy, tôi phải nói thật với anh em là máu nó quan trọng lắm. Khi mà anh em sống sót đến cái giây phút cuối cùng, sống sót được lâu, đấy, đến khi còn solo 1v1 thì anh em mới là cái người nhiều tiền nhất.
Bởi vì là anh em vẫn sống để có thể là lấy được tiền, vẫn sống để có thể là làm việc để có thể kiếm tiền. Thay vì cái việc là anh em đã ra đi từ rất sớm. Ra đi từ rất sớm mà mặc dù anh em cầm rất nhiều tiền, nhưng mà anh em cầm cái số tiền này em ra đi thôi. Đấy, còn tôi khác, kể cả là cái có thể giai đoạn đầu đời rất là ít tiền, nhưng mà vì cái những cái nỗ lực chăm chỉ phấn đấu giữ được một cái lượng máu lớn. Đấy, thế là đến cuối game thì vẫn có thể sống sót để vẫn có thể tiếp tục là cày tiền. Đấy mới là cái người nhiều tiền nhất anh em nhá. Ủa, round này bị đẩy 8 máu ạ. Mới round 6 bạn ơi. Trời chết rồi. Tôi còn quên mất không nói với anh em là trong một vài trường hợp thì phải bỏ trắng bàn. Đấy là những cái trường hợp mà để ý là có địch, là có những cái quân bài mà đẻ. Đấy thì đây tôi chưa kịp là soi bảng. Bây giờ tôi mới soi đây. Ở trận này là có khá nhiều sói nhá. Sói với cây nhá. Sói thì không sợ lắm, nếu mà sói lên 2 sao thì mới bỏ ra thôi. Sói 1 sao thì vẫn có thể clear được. Bởi vì bây giờ là chúng ta có một con live blitz live có đồ nhá anh em nhá, nên là vẫn có thể clear được. Nên là tôi cũng không ngại mấy con sói 1 sao lắm. Đấy, tôi chỉ sợ là cái con cây vừa lấy là hơi sợ. Đấy, cây kẹp đỏ đẩy rất nhiều máu. Đó, trong lúc đấy thì nếu mà tính những cái trường hợp gặp những cái thằng này thì nó sẽ được giảm đi khá khá máu này. Đấy. Gặp những cái thằng này chúng ta sẽ bớt được một vài máu ở round. Thực ra cái bớt này anh em nhìn thấy ít thế thôi, nhưng mà nó lại nhiều vãi đái luôn. Đấy, bởi vì thế này này, mỗi round anh em cứ chỉ cần bớt mỗi con là bớt một máu rồi. Ô, vớ vẩn thắng này. Lại thắng cả. Dã man thật sự. Thắng à, thôi thắng thì lại phải đánh chỗ thắng vậy. Thì thắng rồi thì biết làm nào. Thắng rồi thì thôi. Thì ui ôi, lại hợp lý luôn anh em ơi. Nó lại hợp lý. Tôi đang định là thôi thì, thôi vậy. Lên 6 luôn. Level 4 bây giờ lên 6 luôn anh em ơi. Đùa chứ tôi đã muốn thắng đâu. Tôi đã muốn thắng đâu, nhưng mà thôi, nó thắng rồi thì thôi mình lại bắt đầu lại chơi bình thường. Đấy, nó là chơi nó là như thế đấy anh em. Có phải là tiền nó quan trọng gì. Tôi nói thật với anh em là hết tiền luôn. Có cái gì đâu. Quan trọng là gì, bây giờ tôi còn có 2 sao ở đây và tôi có thể đánh được chuỗi thắng nó bình thường trong cái giai đoạn này. 4 nai là mạnh rồi anh em ạ. Đấy, nó sớm mà, bây giờ sớm 4 nai sớm mạnh như không hiểu đâu anh em ơi. Chúng ta còn có co 2 sao ở đây nữa. Rất khỏe. Anh em thấy không? Thậm chí là còn đánh còn ngang ngửa bộ Hunter nhá. Bảo Hunter đầu game mạnh đúng không? Đấy, nhưng mà vẫn ăn được. Rất khỏe. Nói chung là đội hình nó đủ có sức mạnh thì cứ bỏ vào thôi anh em ạ. Ít nhất thì thắng một trận ấy cũng có một tiền. Thua thì làm sao. Ui anh em ơi, ngựa 2 luôn này. Ui nhưng mà ngựa 2 đều có đồ ạ. Ngựa 2 đều có đồ. Từ từ nhá, không đủ tiền mua. 8 đô. Lóc lại vậy. Cay nhờ. Ngựa 2. Ngựa 2 nhưng mà tôi không đủ tiền mua anh em ạ. Những cái con này thì tôi không bán được con nào hết. Tôi không bán được bất cứ một con nào hết anh em nhá. Tất cả những con ở đây là những cái con mà tôi đều sẽ dùng để tôi tí nữa tôi up lên 11, 12 đấy. Tôi sẽ kiếm 6 human sớm. Thằng này có vẻ to đấy. Có kẹp demon nhá. Nhưng mà tôi có một con flame 2 sao cơ. Anh em ạ. Tôi có flame 2 sao. Không dễ ăn được tôi. Đấy. Được. Hay quá, có sách luôn nhá. Rồi. Ủa chứ bây giờ đập trứng cho ngựa để hơi phí nhở. Bởi vì tôi thì tôi không lấy đồ cho ngựa. Chúng ta đến với cái rau quái. Cho hai con ngựa vào có ok không anh em nhỉ? Liệu rằng là có toang rau quái này không? Một cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng có toang không? Bỏ 4 nai đi liệu rằng là có thể là đủ tăng không nhỉ? Tôi sợ như này là cũng sẽ không ăn được hai lần đam đâu. Khó đấy. Khó đấy anh em ạ. Vớ vẩn lại chết cả hai con ngựa ấy. Giáp nó hơi bé. Hay quá, ui búp giáp được đấy. Ồ, được, thế thì là tuyệt vời luôn. Cố gắng đừng con nào chết nhá. Ui, kề đẹp quá. Cứu giá đúng lúc luôn.
Hay. Bố xét luôn này. Ui rồi ôi, bài này là cái ồ. Ồ, ồ nó lại thế cơ anh em ạ. À. Ồ, thế đi thế như nào? Như nào đây? Không anh em ơi. Tôi không đập trứng cho ngựa đâu. Trứng này là tôi để cho live một lết like, chứ còn tôi không đập cho ngựa anh em ơi. Búa xét thì là chiến thành đây. Thôi lấy cái chiến thành anh em ơi. Bởi vì là bây giờ tôi đang có con 2 sao. Con ngựa làm 2 sao lấy cái chiến thành ngon hơn. Cho ngựa. Ok. Nhưng mà tí nữa là không phải ngựa nha anh em nhá. Tí nữa thì vẫn là live lết like thôi. Vẫn là con co thôi. Bây giờ là có live lết like vào là 2 sao và là ấm luôn anh em ạ. Con ngựa to thực ra thì cũng khỏe đấy, nhưng mà nếu mà có con ngựa này thì chúng ta phải cần phải có một cái giáp xoay anh em. À, bây giờ giáp xoay nó mới là chiến phái nhá, chứ còn cái chiến thánh này thì nó không phải chiến phái con ngựa đâu. Bởi vì là cái chiến thánh này thì nó sẽ không có cái đam được. Con ngựa nó thiếu đam lắm. Cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà ngựa đam bé thì lúc đấy nếu mà không có co gây đam thì cái đội hình này nó rất yếu. Cần phải có một cái đội hình mà công thủ toàn diện anh em ạ. Tức là vừa phải có phòng thủ nhưng mà cũng phải vừa có tấn công luôn. Đấy, nếu mà không có công ấy, chỉ có toàn thủ thôi ấy, thì nó sẽ không có đam để kết liễu những cái đối thủ mà có một cái hàng tăng cơ phía trên mà kèm theo đấy là một cái hàng gây đam phía dưới. Đấy, những cái đội hình như thế nó rất là nguy hiểm. Công thủ là lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận, cân bằng, chứ không thể để cho nó quá là thiên về cái công hay cái thủ cả. Ở đây nhá, là trận này là có cái thằng này là vớ vẩn là tôi ăn chuỗi cơ anh em ạ. Với đội hình này tôi thấy là tôi to lắm, chưa tôi không sợ cái thằng Greater ở đâu. Tầm này Greater nhá, nó nhìn thế thôi nhưng mà nó lại chưa có đam anh em ạ. Đấy, nó quan trọng ấy, nó là công thủ toàn diện. Tôi nhìn phát tôi biết ngay tôi ăn được. Không ăn được tôi, bởi vì là bây giờ cái đội hình của tôi nó form một cái đội hình công thủ toàn diện. Đấy, vừa có đam vừa có thủ. Nên là khỏe lắm, trong giai đoạn giữa game nó quá là khỏe luôn. Thằng Glitter mà dù toàn 2 sao nhưng mà toàn là những cái con mà gọi đệ thôi. Đấy, không có đam, anh em ạ, không có đam, không có co đam. Chính vì thế là nhìn phát biết ngay là ăn rồi, vừa vào phát là nhìn nó ấm luôn. Gặp bạn như gặp cây ATM. Đã đến lúc rút tiền rồi bạn ơi. Đấy. Thôi coi như là bạn gửi tiết kiệm tí nữa rồi bạn to rồi bạn tôi lại coi như là để lại cái chuỗi này cho bạn. Nếu bạn đủ khả năng. Assassin này cũng không có cửa. Tầm này nhìn Assassin này cũng không ăn thua anh em ạ, khỏe lắm. Kể cả giết được con Flame chưa anh em ơi, còn con ngựa mà. Con ngựa ở trên này mà. Ok, bình tĩnh. Ông một thôi mà. Không. Con ngựa sống bạn ơi, tôi có hai con. Hai con co, tôi chia đồ chứ tôi không dồn đồ một con. Ngon rồi. Ấm quá nhở, ấm quá ấy. Rồi chúng ta bây giờ thì chắc là tôi nghĩ là sẽ phải round sau bây giờ chúng ta mới có 3 human nữa. 3 human thì tôi nghĩ là tôi sẽ không roll 6 human ở round sau đâu anh em ạ. Không nha anh em nhá. Thôi đánh từ từ đó, từ tốn thôi. Chơi 3 con vậy. Ít ra ấy, nếu mà chúng ta có ở sẵn ở trên bàn cờ 4 con thì tìm 2 con còn lại trong vòng 29 tiền 30 tiền thì nó còn có khả năng, chứ còn bây giờ thì không có khả năng đâu anh em. Thằng này to này, thằng này có đam nhá. Thằng này có đam nhá. Nguy hiểm. Có súng 2 rồi. Nhưng mà vẫn ăn được bạn ơi. Ui ngựa gánh nhá. Ngựa 2 sao đầu game gánh đấy. Nó trâu anh em ạ. Cái vấn đề nó trâu. Ở phía trên nó đủ trâu. Ui đây rồi. Có lên luôn không nhờ. Căn bản mới có 3 con đi anh em ạ. Thôi. Mới có 3 con human. Kiếm lên 3 con nữa khó lắm. Thôi anh em nhá, gót bom. Lại gót bom tối thượng. Trận trước là tôi không chơi gót bom anh em ạ. Trận trước là gót cờ lai nhá anh em nhá. Gót cờ lai cà lông. Trận này lại cố gắng làm quả gót bom tối thượng. Gót bom Exit 12 con. Xem nó có ngon nghẻ không. Đấy. Trận này là cũng có thể chơi gót bom. Ok. Nói chung là tôi cũng không ham mấy cái quyển sách đâu.
Anh em còn lạ gì tôi. Tôi muốn giữ cái chuỗi thôi, giữ máu thôi anh em ạ. Ham gì mấy cái cuốn sách. Để đấy, cứ bình tĩnh. Bởi vì trận này nó cũng không có màu, nó ra cái bộ human ấy. Bao giờ mà nó phải cho tôi 5 con, 5 con human thì tôi cố tôi roll ra một con cuối. Còn bây giờ tôi thiếu 3 con cơ. Dạng gì mà roll anh em. Chơi bình tĩnh thôi. Bởi vì căn bản đội hình nó cũng đã ổn rồi ấy. Roll nó không tăng sức mạnh được. Đấy mà chủ yếu là roll để làm gì? Để cho form cái đội hình nó đủ mạnh để nó giữ máu rồi thôi. Nó giữ chuỗi rồi thôi. Chứ còn không phải là roll để kiếm sách anh em ạ. Bây giờ nó đủ mạnh rồi. Cảm giác bây giờ vô lối lắm anh em ơi. Live Blitz Live với cái hai tia ở đây. Búa xét nữa. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Lấy luôn. Khỏe lắm rồi. Tuần này công thủ toàn diện rồi anh em ạ. Nên là tôi không có xả tiền nhiều. Đấy. Chơi là vẫn phải tính toán nhá anh em nhá. Đồ là sẽ vẫn là God Bomb. Đấy tôi lấy sẵn triệu phép. Tí nữa tôi chơi God Bomb à. Đúng không? Là tính toán một chút. Tôi không lấy quá nhiều đồ gây đam tay. Đấy lấy vừa phải thôi. Để tí nữa còn chơi được. Nói chung là chơi cái này thì nó có một cái là nhiều khi anh em nhìn thấy tôi xả tiền nhiều ấy. Đấy xong rồi là anh em cứ nghĩ là vào trong game cứ xả tiền nhiều là được. Không phải anh em ạ. Xả tiền nó tùy vào những cái trường hợp thôi nha anh em nhá. Khi cái đội hình mạnh rồi ấy, thì không xả tiền nữa. Đấy nhìn nó ổn rồi thì thôi nhưng nó dừng lại thôi. Vừa đủ thôi anh em nhá. Đấy vừa đủ để có thể là giữ được sức mạnh. Đấy cái việc up cấp hay cái việc xả tiền thì nó tùy vào trận đấu. Như trận này là tôi up cấp lên là tôi có thêm 3 mét nữa. Đấy là cũng mạnh luôn. Nó thêm gia tăng được nhiều sức mạnh cho đội hình. Sức mạnh tấn công gây đam là nó thêm là 30%. 35% sức mạnh gây đam phép. Đấy cũng rất là ok. Ở đây là có những cái con nào gây đam phép. Nó là con Flame Wizard là đương nhiên rồi này. Con Evil Clive. Và cuối cùng là con Live Blitz Live là gây đam phép. Đấy chính vì thế nên là bây giờ là chúng ta sẽ up lên là chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế. Con rơi nữa tôi chưa tính con rơi đâu. Con rơi mà nó kẹp vào cái bộ mà kẹp 3 mét thì nó cũng gây được nhiều đam lắm. Anh em nhìn thấy cái lượng đam phép của con Live Blitz Live không? Rất nhiều. Live Blitz Live định lên 3 sao không? Không anh em ạ. Tôi không có ý định chơi. Trận này chơi God Bomb. đam mê. Để xem đối thủ nào. Không ổn rồi anh em ơi. Chúng ta chưa gặp một cái đối thủ rất mạnh, người Thái Lan. Hiện tại ở đây chưa đủ 6 like và toàn vẫn còn một sao. Chưa đủ mạnh anh em ạ. Phải roll thôi. Hết tiền anh em nhá. Hết tiền. Hết tiền. Ra đi. Đùa một con nữa mà. Không ra rồi. Xong rồi. Thôi không sao. Có máy bay. Máy bay chơi được. Có máy bay. Cũng may là ra con máy bay ấy nhá. Ok. Thực ra tôi roll tôi cũng để chơi thằng này luôn. Hai thằng. Ok rồi. Rất may. Silent Assassin ra giờ này á. Quay xe à? Hay là Silent Assassin có khi lại quay xe, có khi lại đánh lại ngon như vậy. Round này chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuối và đang có một cái bộ warrior khá mạnh. Ở đây là tôi đã kẹp thêm con máy bay để counter của warrior rồi. Warrior hiện tại thì giáp nó to nhưng mà cái kháng phép ấy nó rất yếu nhá. Ui bạn Trần Sơn là anh em Trần Sơn là fan của tôi à? Tôi không biết tôi lại roll quả xả tiền đẩy anh em. Nhưng mà thực ra tôi định là để đấm thằng này này. Tôi định đấm cái thằng này cơ mà. Phải xả tiền anh em ạ. Phải xả tiền không mất chuỗi. Đấy. Phải đánh cẩn thận. Đánh cẩn thận thôi. Đấy là một cái cú cẩn thận của tôi thôi. Rồi ok. Ngon.
Được quá nhở. Ui bây giờ rồng mới ra nhưng mà không sao, vẫn còn kịp đấy. Thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con. Một con nữa thôi. Đây rồi. Đủ rồi anh em nhá. Được rồi. Máy bay ra này. Con này ra. Ok. Đủ 6 human rồi đấy. Level 12 incoming anh em ơi. Bạn Trần Sơn hỏi là ạc phụ á anh. Đúng rồi, tôi đang dùng cái ạc King 3 nha anh em nhá. Ạc này tôi chơi là King 3, đang rank King 3. Đấy, cái ạc chính của tôi là rank Queen mấy nghìn điểm rồi nhưng mà tôi tại sao tôi không dùng? Bởi vì cái này này làm content ấy, nhiều khi là mình đánh nó bị bay quá ấy. Nên là cái win rate của tôi ấy, nó bị giảm. Đấy. Nó sẽ không giống như là cái công thức mà tôi leo rank. Bởi vì để đánh leo rank ấy, tôi đánh nó thực dụng lắm. Nên là nó sẽ có cái công thức leo rank riêng. Và cái công thức đấy nó khiến cho cái việc là nó ít bay hơn. Đấy, nó ít sáng tạo hơn. Nó sẽ không có nhiều những cái cảm xúc. Đấy, những cái siêu phẩm như là khi mà tôi chơi ở cái arc này. Bởi vì cái arc này tôi không quan tâm đến win rate anh em ạ. Chứ cái arc chính lúc nào tôi cũng để win rate nó rất là đẹp. Đấy, tỷ lệ phần trăm hạng trung bình thì lúc nào tôi cũng để ở khoảng 2.7. 2.7 còn cái win rate của tôi ấy, thì nó rơi đâu đấy nó tầm khoảng 35%. Thế nên là tôi không muốn là cái win rate này nó bị quá thấp, cũng như là cái phần trăm cái tỷ lệ top 1 ấy nó bị thấp quá. Đấy, tôi muốn là trình độ như nào thì nó thể hiện đúng như thế. Đấy, cho nhiều khi là làm content ấy, đôi khi nó là về là phải hy sinh để làm về nội dung. Nhiều khi là nó sẽ bị mất cái win rate là trình độ thật sự phản ánh ở trong cái ạc của tôi. Anh em nhá, anh em thông cảm. Nhiều khi là anh em hỏi tại sao không dùng ạc chính. Thực ra là ở King 3 với ạc Queen nó cũng chả khác gì nhau đâu anh em ạ. Anh em chơi cái ạc King 3 với ạc Queen nó cũng chả khác gì. Thậm chí là có nhiều anh em còn nói là chơi ở King 3 nó còn khó hơn là chơi ở Queen. Không biết có phải không? Đấy, anh em thử confirm xem. Còn tôi nói thật với anh em là không phải là vì là chơi ở King 3 nó dễ hơn mà tôi chơi đâu. Đấy. Đơn giản là vì tôi không muốn cái win rate đẹp của tôi. Đấy, nó bị tụt đi thôi anh em ạ. Win rate nó đang đẹp rồi, tự nhiên làm mấy trận content. Đấy, nó tụt bố nó xuống 3.0. 3.0 hạng trung bình thì nó mất cái tỷ lệ 2.7 của tôi. Đơn giản nó là thế thôi. Có những cái mùa tôi còn 1.7 cơ anh em ạ. Anh em nhìn cái ạc chính của tôi có những cái mùa nó 1.7. Đấy, nhưng mà những cái mùa đấy là lâu lắm rồi. Bây giờ trình độ các anh em nó cao. Nó cao lên, trình độ nó không như ngày trước. Đấy, ai cũng chơi hay hơn. Về căn bản là tôi nói thật với anh em là nhiều khi là mình gặp những cái bản sao của mình, chính mình ở trong game. Tôi nói thật với anh em như thế luôn. Đấy, nhiều anh em xem kênh tôi xong rồi áp dụng vào chơi y tôi, nó khác gì tôi đâu. Đấy, nên là nhiều khi là anh em xem kênh tôi xong rồi anh em lâng cao trình độ lên rồi anh em vào trong game anh em đấm tôi. Đấy nó cũng là một cái gì đấy mà vừa vui vừa buồn. Vui vì làm sao? Vui vì là lâng cao được cái trình độ của anh em Việt Nam lên. Đấy, anh em yêu quý tôi, biết đến tôi nhiều hơn. Buồn là vì làm sao? Buồn là vì anh em đấm tôi xong anh em bảo là ô anh Tuấn đi rồi à. Đấy là cái buồn đấy anh em. Buồn của tôi đấy. Rất buồn luôn đấy. Gặp nhiều lắm ấy, không ít đâu anh em ạ. Đấy được rồi nha anh em nhá. Trận này thì thôi, cũng chơi ạc King 3 rồi. Cần gì là phải top server đâu anh em. Chơi ạc top server nhiều khi không mất cái win rate của tôi. Không có gì để si diện để khoe anh em hiểu không? Ui chết rồi, nó bớ vào con Live Blade rồi kìa. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Vẫn ăn, hay quá. Vẫn ăn anh em ơi. Giời. Giờ mới ra giả. Nhưng mà vẫn còn kịp anh em ạ. Vẫn kịp, vẫn kịp anh em nhá, vẫn kịp. Đội hình tương đối mạnh rồi. Ok. Ra già thì chúng ta lại tận dụng con máy bay thôi. Light Spirit để ngoài anh em nhá. Chúng ta chỉ tận dụng Light Spirit khi mà chúng ta để con Tesu ở trong đội hình. Nhưng mà bây giờ tôi có già, tôi kích hoạt 6 human rồi. Nên là thôi, 3m 6 human thì kẹp máy bay vẫn ngon hơn anh em nhá. Máy bay tín lắm đấy, không yếu đâu anh em ạ. Bây giờ là máy bay kẹp với cả 6 line. Đam rất mạnh. Từ từ nhá, round này gặp thằng Greater đấy. Tách đội hình sang hai bên anh em ơi. Đấy, ui sời anh em ơi. Tính toán nó là rất thay luôn. Cung đen mới chỉ 2 sao, vẫn còn có ngựa. Tôi đã kịp tách đội hình sang hai bên rồi. Tỉnh lắm bạn ơi. Ui rồi ôi, anh em thấy không? Máy bay là dọn hết anh em ơi. 3.000 đam đến từ vị trí của máy bay.
Nam không đến từ Live Bloodline mà đến từ con máy bay đấy anh em. Quá tỉnh táo lên vị trí của Tuấn Cơm. Đùa thật là như thế luôn, giữ chuỗi hay vãi cứt. Em thấy quả lé ganh nữa. Đấy là quả lé ganh nữa anh em ạ. Tôi tính đúng cái rào đấy, tôi gặp thằng Greater. Thế là đang đội hình đang tụt vào, lé đội hình tách ra ngay. Đấy, thế là ui rồi ôi, giữ được chuỗi tận nào 25 luôn. Anh em nhiều khi nó là như thế đấy anh em ạ. Nó là tinh tế ở từng những cái giai đoạn, từng cái rào đầu luôn. Thì nó mới coi như là đánh được cái chuỗi nó dài như thế, chứ không đơn giản đâu anh em ơi. Đấy, nhiều khi anh em vẫn là cái đội hình này đúng không? Ê, nhưng mà anh em không tinh tế được như tôi. Đây là nhiều khi anh em đánh không giống được như tôi. Đấy, mặc dù là vẫn giống cái đội hình này nhá. Vẫn y hệt cái đội hình này. Nhưng mà tôi rất tiếc là nhiều khi là anh em vẫn không thể nào mà anh em có thể làm được giống hệt 100%. Vẫn có những cái mà anh em nó sẽ hơi khác một tí anh em nhá. Rồi, nói thế thôi không anh em lại bảo tinh vi tinh tướng. Tôi mới chợt nhận ra tôi chưa trả lời bạn Trần Sơn. Đấy, bạn cứ hỏi tôi là ạc phụ à mà tôi chưa trả lời. Ui, nhiều đồ thế. Từ từ đã xem nào. Bây giờ mới trên con đường lên 11 đây này anh em này. Đấy, tôi form cái bộ 6 human nó rất chậm nhá. Đấy, nhưng mà kinh nghiệm rồi. Chơi cái bộ này kinh nghiệm rồi anh em ạ. Chơi quen lắm rồi. Nên là kể cả là form muộn thì vẫn chơi được thôi. Quan trọng là gì? Giữ chuỗi giữ máu anh em ạ. Đấy, tôi nói ngay từ ban đầu mà tiền nó không thiếu đâu. Rồi, để trả lời anh em Trần Sơn cái đã. Trả lời anh em ở đây đó là đang là ạc kinh 3. Đấy, làm thêm một cái biểu tượng này cho nó for fun. U, thế là sao nhở? Gặp fan hâm mộ và tại sao lại chảy mồ hôi? Tại sao lại vãi mồ hôi thế kia? Câu trả lời tôi để dành cho các anh em fan cứng ở trên kênh trả lời hộ nha anh em nhá. Anh em có thể comment ở phía dưới clip. Tôi được gỡ ban rồi, tôi sẽ trả lời hết tất cả các comment của anh em. Mạnh lắm rồi anh em ơi. Tầm này nói thật với anh em là thằng Beat này chưa chắc đã ăn được tôi nhá. Thằng Beat chưa chắc đã ăn được. Ăn nổi không? Còn một con cáo thôi. Con ăn được không? Ui giời ơi, thật là nghiệt ngã. Nghiệt ngã đến như thế là cùng. Thật là như thế luôn. Chơi hay nhưng mà chỉ một phút không ca may thôi là coi như là mất chuỗi. Ok. Ui, sai Link Assassin 2 sao đấy. Thôi anh em ơi, tôi lại có một cái ý tưởng mới rồi. Anh em nhá. Thế này thì không. Anh em ạ, bom biết thì gót bom cái gì đâu. Gót bom cái gì đâu. Cái tầm này tôi biết là tôi chơi cái gì rồi. Thôi, dồn đồ cho sai Link. Ok. Rồi, xem nào. Nói chung ý là cái con nào mà 5 đô hay sao ấy cũng chơi được hết anh em ơi. Từ từ nhá, anh em Sơn nói gì kia? Anh em Sơn nói gì kia nhỉ? À. Anh em Sơn là đang luyện cái bộ Hunter đỏ anh em ạ. À. Hunter kết hợp ba đỏ kẹp với cả con Light Spirit. Ui rồi, cái bộ đấy khó anh em ơi. Nó thực ra là nó mạnh thì nó mạnh thật khi mà nó đủ bộ. Nó phải ra Tsunami, nó phải ra Light Spirit 2 sao. Đấy, Tsunami thì chỉ cần 1 sao thôi. Nhưng mà cái bộ đấy nó phải ra đủ hai con đấy nó mới mạnh. Đấy, nó cũng khó, nó cũng không dễ. Vì những cái bộ mạnh thì thường là nó sẽ phải hơi khó một tí anh em nhá. Đúng rồi. Anh em ra con Dark Spirit rồi, 6 đỏ. Mà chưa ra con Light. Đấy, vẫn là Hunter 6 đỏ kìa. Đúng rồi đấy, nhưng mà anh em chưa ra Tesu, chưa ra con Light Spirit thì thôi. Anh em chấp nhận thôi anh em nhá. Chấp nhận thôi. Nói chung là mình cũng đừng có cố để mình chơi cái bộ đấy. Nói thật là nếu mà khi mà chơi đỏ như thế thì có thể chuyển sang gót đỏ cũng được anh em nhá. Đừng có cố oằn mình để chơi một cái bộ lineup mà nó chưa ra anh em ạ. Đừng có oằn mình, bây giờ ra ví dụ tôi này. Tôi lúc đầu tôi cũng có ý định là chơi gót bom ấy chứ. Nhưng bây giờ tôi tự nhiên nó ra con Light, con sorry anh em, con Sailing Assassin thì bây giờ tôi lại có quay xe rồi. Đấy, chứ tôi đâu có cố để tôi chơi cái bộ God Bomb làm gì đâu. Mặc dù God Bomb thì tôi thượng lắm anh em ạ. God Bomb 6 Exit ở level 12, 5 rồng 6 Exit, God 4 God kết hợp với God Bomb. Ui,
Nó nổ cho thì một phát đã bắn xác hết anh em ạ. Phát thứ hai thì co nó cũng không còn. Nhưng mà vấn đề ở đây ấy là nó không ra. Anh em thấy không? Có ra đâu. Thế là mình ra con khác thì mình chơi con khác. Thế thôi. Có vấn đề gì đâu. Con nào chả chơi được. Tí nữa tôi lại, bây giờ tôi lại, tí nữa tôi lại chuyển sang là, ví dụ này nó yếu rồi đúng không? Tí chuyển sang là 6 assassin. Chuyển sang 6 assassin kẹp với 4 spirit. Thậm chí là 6 assassin, 6 spirit ở level 12 luôn. Tối thượng luôn, mắc tối thượng luôn này anh em ạ. Đấy, mạnh lắm, nhiều bộ mà. Đâu có nhất thiết nó phải chơi cái bộ ấy đâu. Có rất nhiều cái layup chơi được anh em nhá. Mà quan trọng là mình phải hiểu được cái layup đấy. Đấy, ví dụ như cái bộ này là ở trận này là có thằng Greater. Đấy thì chúng ta lại chơi này nó lại hơi đuổi đấy, hơi a đuổi đấy. Đấy, nên nhớ là thế, Greater úp lồng nó kinh lắm đấy nhá. Và bây giờ bọn Greater nó rất khôn. Nó là nó phải thêm một con nữa, đấy chính là con Phượng Hoàng mà cơ. Để cho nó chắc kèo cơ anh em ạ. Là đánh tay là thế nào, mấy bố đánh tay mà đánh vào Phượng Hoàng là cũng coi như là không có đam. Nguy hiểm anh em ạ. Rất nguy hiểm đấy nhá, không đơn giản đâu. Mấy cái thằng Greater giờ nó hay kẹp Phượng Hoàng lắm. Cái con Phượng Hoàng mà nó cho vào trong cái bộ Greater anh em ạ. Đây này, tôi nói vì cái hay là hay lắm anh em ơi. Cái con Phượng Hoàng nhá. Cái bộ Greater ấy thì nó không làm được cái điều gì anh em biết không? Có một cái thứ mà con bọn Greater ấy, nó không thể nào mà nó có thể làm được. Đấy chính là nó có thể kích hệ được cái hệ khác. Đấy, mà cái hệ khác ở đây là hệ gì? Cái hệ quan trọng ở giai đoạn lên game. Đó chính là cái cọc anh em ạ. Ui, cái cọc quan trọng lắm. Lên game mà đội hình nào cũng thế, kẹp cọc vào thì nó rất là khỏe. Đấy là lý do tại sao mà tôi mua sẵn một cái con thị vệ ở dưới này, tí nữa tôi kẹp cọc đấy anh em. Đấy, nhưng mà cái Greater sao? Cái bộ Greater là một trong những cái bộ mà nó không được kích hệ, không kẹp được cọc. Đấy thì tự nhiên lại cái con Phượng Hoàng nó sinh ra nó không khác gì đóng vai trò một cái cọc, thu hút được rất nhiều đam ở phía trên. Những cái đam vật lý mà đánh vào cái con Phượng đấy thì tôi, ôi trời ơi, có khác gì là đánh vào coi như là một cái thứ mà nó bất tử không. Đấy, lại ra một con Sai Linh này anh em này. Trận này vớ vẩn là Sai Linh 3 sao chứ nhở. Rồi, ok, được đấy. Sai Linh ra trận này nhiều lắm anh em ạ. Đây nó là cái bài ở trận đấu này là máy nó cho Sai Linh đấy anh em. Nên là chúng ta phải thuận theo buồm thôi. Thuyền là phải thuận buồm thôi anh em ạ. Ok anh em nhá. Tạm thời nó sẽ là như này. Tạm thời như này anh em ạ. Tôi không ham gì cái quyển sách đâu anh em. Tôi không bao giờ tôi ham mấy cái quyển sách làm gì cả. Tôi phải để cái đội hình mạnh nhất ở trong cái bàn cờ lên. Ok. Một con Sai Linh nữa, có mua không nhỉ? Ừ, bán con này đi. Có chứ. Yên tâm, mạnh rồi. Tí nữa kẹp 4 split thôi anh em. 4 split glide đúng không? 4 split glide. Đủ slot anh em ơi. 4 split 6 glide vẫn còn thừa 2 slot. Quá tuyệt vời. 2 slot đấy anh em biết là gì không? Đó chính là hai con assassin, Sai Linh assassin và con thị vệ. Tôi tính hết rồi anh em ạ. Nhanh không? Quá nhanh luôn. Một cú tính bài rất nhanh nên nó mới chỉ tuần cơm. Đấy, cái điều này nó thể hiện cái điều gì? Anh em có biết cái điều này nó thể hiện cái điều gì không? Nó thể hiện là tôi thông thạo rất nhiều bộ, rất nhiều layup. Và cái việc tính toán và chuyển những cái layup về nhau ấy, chuyển cho nhau ấy, nó rất là nhanh anh em ạ. Nó nhanh lắm, nó nhanh lắm anh em ơi. 4 Spirit, 6 Clyde, 3 Assassin ở level 12. Quá tuyệt vời anh em ạ. Layup tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ ngại là ngại cái thằng chắc là Greater nhỉ. Bây giờ cố gắng đấm chết cái thằng Warrior đi đã anh em ạ. Ăn được không? Ui, ăn được này. Được quá nhờ anh em nhờ. Khỏe đấy chứ, khỏe đấy chứ. Khỏe đấy chứ. Không bạn ơi. Ui rồi, khỏe không anh em? Khỏe đấy. Bình thường thì cái bộ Spirit thì nó sợ. 6 Spirit rất sợ cái bộ Greater nhá. Nhưng mà tôi có chơi 6 Spirit đâu. Tôi là trận này là tôi chỉ chơi 4 Spirit thôi. Sau đó thì tôi kẹp bọn Knight vào mà. Bọn kỵ sĩ này nó không sợ cái bọn Greater làm đâu anh em ạ. Còn bây giờ là như này này. Bây giờ tôi sẽ chính thức tuyên bố solo với Greater Let's Game nhá anh em nhá. Đây tôi sẽ lấy những con này. Rồi anh em xem tôi đấm với Greater như con luôn.
anh em cứ tin ở tôi. Gladiator tuổi gì anh em, solo về late game thì không có cửa anh em nhá, không có cửa đâu anh em ạ. Nó đã gọi là thông thạo tất cả các bộ là anh em biết là thế nào rồi. Đây cái bọn Gladiator tôi cũng thông thạo mà, đối thủ đang cầm trong tay là những cái bộ mà tôi cũng thông thạo luôn. Đấy, nên là nếu mà để giai đoạn mà để solo với nhau ấy, để kiếm bài counter ấy, thì ui rồi anh em ơi, quá là đơn giản đối với tôi luôn. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt cái thằng 9 Warrior ra đi thôi. Đấy, cái câu chuyện là nó kết thúc anh em nhá. Còn tạm thời thì vẫn là phải chơi như này để giết cái thằng Warrior đã. Đấy, vẫn phải kẹp Spirit vào, Light Spirit, Dark Spirit vào, kẹp máy bay vào. Đấy, thì mới giết được cái con này, anh em hiểu không? Ok. Cũng khó, cũng khó, cũng khó, cũng khó đấy, cũng khó đấy. Cái thằng Gladiator ấy thì nó lại đấm được cái thằng Wario anh em ạ. Nó đấm được. Gladiator nhiều anh em bảo là nó sẽ bị counter bởi Wario nhá, nhưng mà không phải đâu anh em. Nó chỉ counter ấy khi mà nó không có đồ hút máu thôi. Con co mà nó có đồ hút máu, mà nó có cái trừ giáp ấy, hút máu trừ giáp ấy thì nó không sợ lắm đâu. Gladiator là không sợ đâu anh em ạ. Nhất là con thằng Gladiator này nó có một cái nó cọc ở phía trên. Đấy, Wario thì đam nó toàn đam vật lý thôi. Nên nó kẹp một con phượng hoàng ở phía trên nó là rất là tỉnh táo đấy. Rồi. Yên tâm anh em. Tôi đã để chuẩn bị sẵn hết ở đây rồi. Tí nữa là chúng ta chắc chắn với một cái số máu nhiều như này tôi sẽ nhây đến round 40 và tôi sẽ lên được 12. Với 12 con thì tôi chẳng ngán thằng nào hết. Sẽ có cái trường hợp nó như này và chúng ta sẽ bị úp lồng toàn bộ đội hình. Đấy, máy bay tung trưởng ngu. Đấy, thế là thôi, xong, round này là đi rồi anh em nhá. Round này chắc chắn là bị đẩy. Máy bay tung trưởng ngu này. Xong rồi lại bị úp lồng này. Ơ không không, vẫn thông thua cơ anh em ạ. Ui đội hình này nó mạnh không? Đúng là cái bọn này nó không ngán cái bọn Gladiator đâu anh em. Giáp nó to mà. Nhưng cái bộ giáp to là không ngán. Ui anh em ơi, nhưng mà cái thằng Gladiator có vẻ như là nó còn bị thằng Wario nó đấm nó sấp mặt luôn. Ui được ấy nhở, được ấy nhở. Không biết là có cần phải counter không. Có khi là tôi chả cần phải counter thì Gladiator nó đã đi rồi. Đấy, mà có khi lại counter vào Wario thôi. Mà Wario thì counter quá dễ rồi. Ở đây Dark Spirit 2 sao này, Light Spirit 2 sao và một con Tsunami. Máy bay ở đây thì chắc chắn là ăn anh em nhá, không sợ. Đam có đam kết liễu, yên tâm. Nói chung là tôi không sợ đâu. Tôi ở đây tôi có ghép cái những cái món đồ để ăn được cái bọn Warrior rồi. Tôi là tôi ngại cái bọn Gladiator hơn anh em ạ. Cái bọn Gladiator là cái bọn đánh siêu lết. Càng nhiều những cái món đồ ấy thì nó càng khỏe. Warrior chính ra là cái giới hạn sức mạnh của nó nhiều đồ, nhưng mà thực ra cái sức mạnh của nó không thể mạnh bằng Gladiator đâu anh em. Khi mà đủ đồ ấy, Gladiator nó sẽ sức mạnh. Cụ thể là sau round 36 nó sẽ có là 3 món đồ cam, ít nhất là 3 món đồ cam. Thì lúc đấy nó mạnh lắm anh em ạ. Nên là chúng ta đánh thì chúng ta nếu mà kéo về lết thì vẫn sợ Gladiator hơn là Wario. Wario nhiều khi là lết game chỉ cần một con Dark Spirit 2 sao thôi, với một cái RO thôi là nó đã gánh hết toàn bộ rồi. Đấy, nên là không sợ lắm. Đấy, tôi vẫn chưa lên được 12 nhưng mà nếu mà tôi cố gắng thì tôi vẫn có thể lên được ở trong cái round này. Round này tôi tính gặp Gladiator, tôi sẽ dồn đam thật là mạnh để chết hết bọn nó. Đấy, tôi kẹp bết vào, bởi vì là cái round gặp Warrior ấy, chúng ta sẽ không kẹp mết được khi mà đấu với cả Secret Lancer. Mà round này thì kẹp được mết. Cố gắng làm nào để giết được bọn nó để kiếm được cuốn sách. Được anh em ơi, hay quá. Hay quá rồi anh em ơi, vớ vẩn là giết được đối thủ không? Có chết không? Ôi, không. Tại sao con cung đen nó được tỉnh cái kia? Ui, không được rồi. Ôi rồi ôi, sai lầm quá. Tự nhiên nó lại đứng im anh em ạ. Nó lại trói được tôi. Tự nhiên nó lại trói được, thế mới cay lại. Tí nữa thì có cái cuốn sách ấy anh em ạ. Rồi đó này lại gặp Wario, chúng ta phải đổi lại. Không ăn được nhưng anh em nhá, để mết thì không ăn được đâu. Lại phải chuyển như này. Nếu mà chúng ta để mết vào thì nó sẽ phế cái bộ mết ở trong cái round mà chúng ta gặp Wario. Ok. Rồi. Gặp thằng Wario này chắc là chúng ta vẫn có thể ăn được nếu mà để như này. Có Kira, găng tay Kira và BKB 2 dành cho Secret Lancer, khá căng ở đây.
Sacred Lancer khỏe đấy. Thôi cũng thua luôn anh em ạ, không thắng được. Tầm này không thắng được. Bây giờ anh em biết là làm nào để thắng được thằng này không? Đấy chính là cái thằng Glitter nó giết chết thằng này. Tôi tin là thằng Glitter giết được thằng này. Anh em ạ, tôi tin là thằng Glitter giết được. Bởi vì là Glitter giờ đủ đồ rồi anh em, nó không còn như cũ nữa đâu. Nó sẽ không còn như cũ nữa đâu anh em. Hình như là vừa bị đẩy ở cái kia. Đấy anh em thấy không? Vừa bị đẩy kìa, vừa bị đẩy đấy, còn một máu thôi. Đấy, anh em thấy chưa? Tính toán đấy, đây nó gọi tính toán anh em, mượn dao giết người anh em hiểu không? Thằng Glitter nó sẽ giết được, không sợ. Tôi tính hết rồi, máu còn nhiều lắm, còn chơi được. Glitter gặp tôi mất tí máu mà. Tôi để 3 mét vào tôi đánh với Glitter. Không sợ. Không sợ anh em nhá, vớ vẩn ăn được cơ. Ok kìa, lại úp lồng vào đúng chỗ đấy bạn ơi. Tại sao cứ úp lồng chuẩn đấy nhở? Máy bay chưa kịp tung trưởng bạn ơi. Ôi rồi ơi, máy bay ơi. Thôi xong rồi, quả này toang rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Bật giáp được rồi, bật giáp được, hay quá. Ui, được, 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 được. Được, ra, 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 ra. Ui rồi, không được rồi. Nó sống dài quá anh em ơi. Mà thằng này nó khỏe rồi anh em ạ. Vấn đề là bây giờ nó là siêu lết rồi. Đánh với Glitter siêu lết thì nó sẽ có một cái là nó sẽ phải chuyển như tôi, anh em hiểu không? Là bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ chúng ta tìm cách chúng ta tiêu diệt thằng Glitter. Glitter nó sẽ giết cho tôi thằng thằng Wa nhá anh em nhá. Nên là bây giờ thì không sợ nữa, không sợ Warrior nữa. Warrior một round nữa gặp Glitter là chết. Cứ đợi đã, bình tĩnh, máu còn nhiều, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Ok anh em nhá, để luôn cái này luôn. Để luôn như này luôn này. Ok bạn ơi. Máy bay tung trưởng vẫn bị chậm. Máy bay tung trưởng vẫn bị chậm. Lọt một con rồi anh em ạ. Mất tí máu mà, còn nhiều máu lắm. Úi ôi, nó lại ăn được rồi kìa. Ơ, sao ấy nhở? Thằng Warrior lại ăn được thằng Glitter, chứng tỏ úp lồng ngu. Chỉ có thể là gọi là úp lồng ngu thôi. Úp lồng khôn tí đi bạn ơi. Mà bây giờ là ra 40 rồi nhá. Thêm một món đồ cam nữa nhá. 4 món đồ cam. 4 món đồ cam cho con cung đen. Siêu lết rồi anh em ạ. Siêu lết rồi. Không, tôi vẫn nghĩ là cái thằng Warrior không có cửa đánh với cả Glitter đâu. Bây giờ là siêu lết rồi. Mà không phải 4 món đồ cam đâu. Round này là có thêm 2 món đồ cam nữa, là 5 món đồ cam. Mà ví dụ như là cái thằng ở top 4 mà nó chết mà nó rơi sang một cái món đồ cam nữa thì nó là 6 món rồi. Cung đen 6 món đồ cam không đơn giản anh em ạ. Cái bộ Warrior ấy, 9 Warrior nó chỉ bắt lạt được Glitter ở giữa game thôi. Bây giờ let game nó làm gì có cửa. Glitter đang meta mạnh lắm, không ăn được. Đấy nó chỉ là cái gì đấy nó may mắn thôi. Cứ đợi đấy, cứ bình tĩnh. Để rồi bạn xem. Rồi tôi lên được 12 rồi anh em ạ. Cuối cùng thì đến ra quái tôi cũng lên được 12. Tôi sẽ bán hết những cái con không cần thiết đi thôi. Chuẩn bị form cái đội hình chuẩn. Để còn chiến đấu với cả cái bọn Glitter lớp game anh em ạ. Siêu lết đánh với Glitter. Ok. Rồi anh em nhá. Anh em thấy không? Nó khỏe được cái mức độ như thế này không ạ? Cái con nó đấm tôi mà tôi còn quên tên của con cờ luôn ạ. Cái con sa linh của tôi nó bâu vào chưa kịp làm gì đã bắn nó chết mẹ rồi. Căng không anh em? Đấy anh em thấy không? Không ăn nổi đâu. Glitter lết game rồi. Nó mạnh lắm anh em ơi. Mới có 3 món đồ cam thôi nhá. Thôi rồi, chuyển thôi anh em ơi. Đây tôi sẽ dạy anh em cách đấm bọn Glitter lên game. Rất là đơn giản, cứ làm theo tôi là được anh em nhá. Thay hết ra, thay hết bọn này ra. Anh em yên tâm, cái bộ Glitter tôi cũng thông thạo mà. Kể cả nó bắt lạt được tôi giai đoạn này tôi vẫn sẽ đánh lại được thôi. Cứ bình tĩnh. Đó. Từ từ chắc sẽ bị đẩy lốt cái đao này. Một round nữa thôi, chưa kịp form anh em ạ, à. Từ từ nhá, luôn luôn, luôn luôn. Càng đấy, 23 máu. Ui, từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi.
từ vẫn kịp đây rồi đủ rồi bạn ơi. đây rồi từ từ nhá, mẹ chỉ cần một sơ suất tôi là lại cũng là top 2 luôn đấy. Đây, từ từ bình tĩnh anh em ơi, đâu từ từ đã, thiếu một con. Đây rồi đủ rồi anh em ạ, mẹ vẫn đáng thật, đùa nhá. Đây, bán con này đi. Đây rồi, đùa đây. Hay quá anh em ơi, vẫn kịp. Tôi chỉ cần vứt mấy con bột đô thôi là đủ rồi, kích hệ thôi anh em ơi. Anh em nhìn thế này, anh em nhìn thế này, tôi đã nói rồi, không sai đâu anh em ạ, anh em cứ nhìn xem nhá. 6 phe giờ anh em nhá, 6 phe giờ. Nó đơn giản, nó chỉ là như thế thôi anh em ạ. Đùa như thật. Ăn hộ cái bạn ơi, thôi máu còn ít thế này đi. Ui trời ơi anh em ơi, đúng là siêu phẩm anh em ạ. Nói chung là không trượt phát nào hết, đấm không trượt phát nào hết. Đấy là anh em thấy không, 6 phe giờ, 6 glide giải quyết được tất cả mọi vấn đề luôn. Mặc dù cũng chỉ vứt mấy con 1 sao vào thôi, nhưng mà đấy. Đối thủ sẽ là bất ngờ lắm đấy. Ô tự nhiên nó round trước đẩy nó 20 máu mà round này mình bị đấm chết nhở. Lạ thế nhở, lạ lắm. Điều đấy chỉ lạ gặp người khác thôi, chứ gặp Tuấn Cơm thì quá là bình thường đấy. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em hãy chọn clip bên trái để xem, cũng là một cái siêu phẩm cực hay anh em nhá. Nhờ có sự thông thạo tất cả các bộ mà tôi có thể thoát chết một cách mãn nhãn thần kỳ. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, nó cũng y hệt như thế. Dã man thật sự luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo. Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!